Cơ hội cho Man City với tình huống phát bóng lên không tốt. Nathan Ake dứt điểm. Joe Matip làm gì? Đẩy bóng ra biên. Mohamed Salah chuyền vào, đánh đầu, combo. Cú dứt điểm bồi là của Diego Costa. Cú đánh đầu trước đó là của Darwin Núñez. Và chúng ta đã thấy sự xuất sắc của Ederson. Liverpool có thể bị lép vế trong những phút thi đấu trước đó, nhưng ngòi nổ Salah và người đồng đội ăn ý với anh đó là Darwin Núñez thiếu chút nữa đã tạo nên bàn thắng mở tỷ số cho Liverpool. Và đó đồng thời cũng là số lần tạo cơ hội của cặp đôi này. Sau khi chạm chân của một cầu thủ khác. Cơ hội cho Man City với tình huống phát bóng lên không tốt. Nathan Ake dứt điểm. Erling Haaland đã có bàn đầu tiên vào lưới của câu lạc bộ Liverpool. Một bàn thắng để đánh sập tất cả những ai đang nói là Haaland không thể tỏa sáng ở trong những trận cầu lớn. Và người cha của anh ở phía bên trên đang rất tự hào về số 9 của Man City. 1-0 dành cho đội chủ sân Etihad. Hãy cùng xem lại một tình huống phát bóng rất thiếu chuẩn xác của Alisson Becker. Còn Nathan Ake thì dễ dàng vượt qua hai cái bóng áo đỏ trước khi tạo cơ hội. Và đồng thời đó chính là kiến tạo của anh dành cho tiền đạo người Na Uy. Một nhịp đẩy nữa và pha dứt điểm đã mang tới bàn thắng dành cho Erling Haaland. Những sai lầm của Alisson Becker đang báo hại hàng phòng ngự của Liverpool. Trước đó thì chưa, nhưng bây giờ thì là có rồi. Erling Haaland đã chạm cột mốc 50 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh khi anh đang thi đấu trận thứ 48. Nguy hiểm. Soboslai. Darwin Núñez. Quá khó để tìm ra một góc dứt điểm phù hợp cho Darwin Núñez. Núñez vẫn có một điều gì đó hơi vội vàng trong những tình huống mà anh có cơ hội. Đây là pha bóng mà góc sút của Núñez đã quá hẹp rồi. Đành rằng là anh cần phải nhanh trong những quyết định của mình, nhưng ở trong tình huống này thì cần đến một sự tinh tế nữa. Chưa thể chuyền bóng cho Erling Haaland. Phil Foden, cánh bên kia là Doku, nhưng Foden đã quyết định dứt điểm ngay. Và đó là sự bất ngờ được tạo ra bởi cầu thủ người Anh. Alisson Becker cũng đã xuất sắc trong pha bóng vừa rồi. Trung bình mỗi 90 phút thì anh cứu thua 3,3 lần. Và cũng là thủ thành có tỷ lệ cứu thua tốt nhất tại Hoàng Anh với 79,2%. Lại thêm một tình huống nữa mà đúng là chỉ có những đầu ngón tay mới có thể cứu thua được cho hệ thống phòng ngự của Liverpool.